Hey, xin chào các bạn đã trở lại với channel Hang Live. Đây là chuỗi video hướng dẫn lập trình Arduino cho người mới bắt đầu. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng motor bus, hay người ta còn gọi là step motor. Thì motor bus này người ta thường được ứng dụng trong các máy in 3D, các máy khắc CNC, máy khắc laser, nhân dân. Ví dụ như là mình có trong máy in 3D chẳng hạn. Thì đây là một cái máy in 3D. Thì chúng ta thấy là ví dụ như chúng ta sẽ có cái trục trục y, thì đây người ta sẽ gọi là trục xét, nó sẽ có một cái motor bước ở đây. Mình sẽ phóng to lên nha. Thì cái motor bước này nó sẽ làm nhiệm vụ là nó sẽ dịch chuyển cái đầu khung theo trục xét. Rồi ngoài ra nó sẽ còn một số motor bước để dịch chuyển cái bàn này nữa. Rồi để điều khiển motor bước này thì mình sẽ cần có một cái mạch gọi là driver. Thì ở đây một cái mạch driver đơn giản nhất đó là driver A4988. Rồi driver A4988. Thì cái motor bước á nó có nhiều loại. Nhưng mà đây mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng motor bus mà loại 2 pha có 4 dây hoặc là 6 dây. Nếu loại nào 6 dây thì mình sẽ bỏ bớt 2 dây và mình sẽ kết nối cho 4 dây thôi. Trong các hệ máy in 3D thì người ta sẽ thường sử dụng là motor 2 pha và loại 4 dây. Rồi, cái driver này nó sẽ thực hiện nhiệm vụ là gì? Mình có một cái vi điều khiển, tức là cái mạch Arduino của mình đó. Mình sẽ tạo ra cái xung và cái chiều. Cái đĩa này là chiều. Ví dụ như mức cao thì motor này nó sẽ quay theo một chiều. Còn thấp nó sẽ quay theo chiều ngược lại. Và nếu mình chuyển cái từ cái chuyển động quay này thành chuyển động tĩnh tiến thì mình sẽ làm cho cái, chẳng hạn mình gắn cái đầu phun lên cái liên quan tới cái motor thì nó sẽ làm cho cái đầu phun nó dịch chuyển tới hoặc lui, lên hoặc xuống, trái phải, nhân dân. Rồi cái step này nó sẽ quyết định là ví dụ mình cấp cho nó một cái 1000 bước thì motor này nó sẽ quay được 5 vòng chẳng hạn, thì nó tương đương với dịch chuyển khoảng cách bao nhiêu. Tức là step này nó sẽ quyết định là cái motor này nó sẽ đẩy cái đầu phun của mình nó đi bao xa, đi tới đi lui bao xa. Rồi cái phần kết nối cái driver với lại cái motor á, thì nó sẽ có 4 dây. Thì 4 dây này nó sẽ có 2 dây chung một cuộn. Ví dụ như là 2A, 2B, cuộn còn lại là 1A, 1B. Rồi mình cấp nguồn cho nó từ cái vi điều khiển để làm tín hiệu logic. Và cấp nguồn một cái nguồn ngoài để làm nguồn cấp cho cái motor này nó chạy. Tức là mình sẽ có hai phần, các bạn chỉ nghĩ đơn giản nó có hai phần thôi. Một cái là mình sẽ cấp xung và chiều, cái còn lại đầu ra mình sẽ cấp các tín hiệu để điều khiển motor bước này. Rồi đây là một số motor bước mình có. Mình có hai con size NEMA 23, tức là size 57. 57 có nghĩa là nếu như các bạn lấy thước các bạn đo, lấy thước các bạn đo thì nó sẽ tương đương là khoảng 57. Đó. Rồi mình dẹp hai con này qua bên đi. Ngoài ra mình có con nhỏ hơn nữa, nhưng mình hiện tại mình sẽ không sử dụng con này. Rồi mình sẽ sử dụng con này. Thì con này cũng là size 57 luôn, nhưng mà 23 luôn. Cái tên của nó thì hơi mờ, nhưng mà mình nhớ. Rồi ok, giờ mình tìm thử cái thông số của con này thêm nha. Rồi, con này nó sẽ có cái tên là 23HI1406. Rồi, để xem hình xem nào. Ok, mình tìm thì mình nhớ thôi.
Rồi mình sẽ có thông số nè. Hãng nào thì các bạn đừng quan tâm, các bạn chỉ quan tâm cho mình những cái thông số sau đây thôi. RAM size thì nó là 23 thì có nghĩa là kích thước nó là 23 inch đó. Các bạn nhân lên cho 2,54 để ra khoảng 57, khoảng 5 tấc 7. Rồi loại motor ha, hybrid stepping motor. Rồi đây là thông số mình muốn các bạn quan tâm, đó là step angle, tức là mình cấp một xung thì motor nó sẽ quay được một bước là bao nhiêu độ. Cái loại của mình là HI cho chữ C này nè, mình tìm chữ Y. Rồi Y như là 1.8 độ, có nghĩa là mình cấp cho nó một xung á thì nó sẽ quay được 1.8 độ. Nếu như bây giờ một vòng tròn, tức là quay một vòng á, thì nó sẽ là 360 độ. Các bạn lấy 360 độ mấy bạn chia cho 1.8 độ thì nó sẽ được là 200. Như vậy nếu mình cấp 200 xung thì motor mình nó sẽ quay được một vòng. À, các bạn hiểu chưa? Cấp 200 xung thì sẽ quay được một vòng. Rồi hoặc là chẳng hạn như này chẳng hạn. Nếu ta là 3.6 độ thì lấy 360 chia cho 36 được 100. Thì là chỉ cấp 100 xung nó đã quay được một vòng. Thì cái bước này nè, cái độ phân giải về step angle này nè, mà nó càng nhỏ thì cái độ chính xác của mình nó sẽ càng lớn. Đó, tức là cái bước dịch chuyển nó sẽ càng nhỏ hơn. Ví dụ mình chuyển từ một vòng quay của mình mà dịch chuyển được 10mm. Như vậy mình cấp 200 xung vô thì nó sẽ dịch chuyển được là 10mm. Đó. Mà nếu như bây giờ cái này nó nhỏ hơn nữa, mình cấp nhiều xung hơn nữa, như vậy thì cái độ chia của 10mm đó nó sẽ chia được 200 lần, hay chia 400 lần, hay chia 800 lần. Thì lúc đó nó sẽ có độ chính xác càng cao. Rồi cái phần mà driver nó điều khiển hay vi bước thì mình sẽ hướng dẫn trong một cái video khác ha. Ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể điều khiển được cái motor bước này thôi. Rồi những thông số khác. Ok. Rồi như vậy của mình là loại 1.8 độ ha. Rồi còn về driver. Về driver thì mình có cái driver là A49. Đây nó đây. A4988. Thì các bạn thấy cái driver này nó khá là nhỏ, bằng đầu ngón tay mình thôi. Rồi nếu như mình muốn kết nối theo cái sơ đồ hồi nãy, kết nối theo sơ đồ này, mà trong mấy máy in 3D mà người ta bây giờ kết nối 30XYZ thì các bạn thấy nó rất là nhiều dây. Do đó người ta sẽ nghĩ ra một cái mạch, một cái siêu cho Arduino. Thì đây là một cái siêu. Đó. Thì cái siêu này á, mình có thể gắn được ở đây 4 cái driver. Và sau đó mình sẽ gắn cái siêu này vào trong Arduino. Thì cái siêu này là siêu CNC V3 ha. Rồi khi gắn thì mình để ý nha. Để là ở dưới cái mặt này nè, nó sẽ có một cái chỗ nó ghi là TXGX. Đây nó nhỏ xíu đây các bạn. Đó, TXGX ha. Đây, nó có một cái chỗ là TXGX. Thì TXGX nó sẽ tương đương với cái chân TXGX trên mặt Arduino của mình. Đó, nó sẽ giúp mình là cắm không bị lộn. Rồi thì như vậy mình cứ cắm vào thôi. Rồi ok, vậy là xong. Đó. Rồi sau đó mình muốn điều khiển chụp ít chẳng hạn. Mình muốn điều khiển chụp ít thì mình sẽ gắn cái driver này vào trong cái chỗ chỉ ít nè. Chụp ít nè.
thì các bạn sẽ lưu ý nha. Trên cái mặt này nó có một ghi một cái chữ là enable. Đó, cái chữ enable nhỏ xíu đây nè. Thì cái enable này nó sẽ tương đương với một cái chữ enable ở trên bo mặt nó nhỏ xíu chỗ này. Lắp này lắp cho đúng nha. Lắp này sai là nó sẽ cháy cái driver của mình. Rồi, ngày càng enable cắm vào thôi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ như vậy thì mình đã cắm được cái driver của mình vào trong cái mặt Arduino. Thì cái đầu mà của cái bốn cái chân ra của cái driver chính là ống này nè. Đó, thì mình chỉ cắm vô là xong. Cắm vào bốn cái chân của. Rồi, mình sẽ cắm vào bốn chân của thằng motor ha. Rồi, vậy các bạn sẽ thấy là nó rất là gọn. Mình có thêm chục IZ hoặc là chục A. Thì mình cắm thêm ba cái driver vào đây rồi mình cắm những cái motor tương ứng thôi là xong. Rồi, về nguồn cấp đó, thì hiện tại là mình sẽ cấp nguồn cho Arduino qua cổng USB đi. Mình làm thử đó mà, chạy demo mà. Còn cái nguồn của thằng driver mình sẽ cấp là từ 12 đến 36V. Mình sẽ cấp một cái nguồn ngoài. À, các bạn lưu ý là khi mà mình kết nối cái nguồn cấp cho cái driver ở mình thì nhớ là kết nối cho đúng nha. Hiện tại cái dây dương của mình là đang là màu trắng nè. Rồi dây âm của mình đang là màu đen. Khi mà mình chưa cấp nguồn cho driver thì mình có thể xây motor một cách rất là dễ dàng. Và các bạn lưu ý một chuyện nữa là mình cắm cái dây của motor vào trong driver thì nhớ là rút cái nguồn cấp ra. Nếu như mà mình cấp nguồn mà mình rút dây này, tức là rút cái dây mà từ motor cắm vào trong driver thì nó sẽ có nguy cơ làm hư cái driver của mình. Như đó các bạn lưu ý chuyện đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Rồi mình sẽ cấp nguồn ha. Ok. Rồi khi mà cấp nguồn xong á thì mình xây cái motor này nè, nó sẽ rất là cứng. Gần như các bạn không xây được luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ viết code cho nó như thế nào đây để điều khiển được cái motor này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái chương trình mới lên ha. Đây là bài số. Ok. Rồi, bây giờ mình cần phải khai báo cái chân chiều, chân xung và enable, tức là làm cho motor này có chạy hay không á. Mình xóa cái biến này đi. Ok. Rồi muốn biết là trong cái driver này, cái mạch này nè, cái chân nào của driver, chân đia thì nói với lại là cái pin số mấy của Arduino, thì mình cần phải đi tìm cái datasheet của nó. Tức là mình sẽ có cái cái mạch là CNC V3 Arduino. Mình xem cái hình xem sao nha. Các bạn sẽ tìm một cái hình rất là dễ xem. Các bạn có thể xem thêm những thông tin khác cũng được. Nhưng mà ở đây mình cần tìm cái thông tin là Mình muốn biết xem là cái chân số mấy thì nó. Rồi đây. Thì các bạn sẽ thấy nè. Đối với chục ít thì step nó sẽ nói chân số 2. Đia thì nói chân số 5. Như là 2 và 5 ha. Còn enable tức là cái mạch của mình hoạt động hay không á, là chân số 8. Như là 2, 5 và 8. Rồi, ok, 2, 5, 8. Enable chân số 8,
Step là chân số 2 và Deal là chân số 5. Rồi xuống đây thì mình khai báo cái serial để mình đọc giá trị kia thôi. Rồi bin mode cho những này là output hết. Rồi đầu tiên là cho nó là low. Khi enable được cấp ở mức thấp thì driver nó sẽ cấp nguồn cho motor hoạt động. Rồi tiếp theo mình sẽ cấp, bây giờ mình cấp 200 xung để cho cái motor mình nó quay được một vòng. Thì muốn cấp 200 xung thì mình sẽ sử dụng vào for. For. Giờ mình cho cái biến hay bao cái biến y đi. Y nó sẽ bằng 0 y bằng 1. Rồi y nhỏ hơn hoặc bằng biến x. X này bây giờ mình sẽ cho nó là bằng 200 xung 200. Rồi y này nó sẽ cộng cộng y cộng 1 á. Rồi trong đây em sẽ làm cái gì? Mình sẽ gán cái step, gán cái step ha, step x. Rồi digital right, digital right cho step x ở mức cao. Rồi sau đó mình delay khoảng 10 ms. Rồi mình cho lại mức thấp, vậy nó sẽ tạo được một xung. Rồi cái vòng lặp for nó chạy 200 lần thì sẽ được 200 xung. Thấp. Rồi sau khi kết thúc vòng lặp for này mình sẽ delay khoảng 2 giây để mình thấy nó dừng lại ha. 2 giây nó dừng lại. Rồi còn cái chiều thì sao? Đầu tiên là mình sẽ cho cái chiều của nó theo quay thêm một cái chiều nào đó đi. Để x bằng mức cao bằng 1 chứ hả? À nhầm, mình sẽ digital nữa chứ. Digital right. Digital is. Nó sẽ mức cao. Thì nó sẽ quay thêm một chiều. Sau đó mình sẽ cho nó quay ngược lại. Rồi, bây giờ mình thử nạp cái code này xem nó chạy được chưa nha. Nè, các bạn để ý thì thấy motor nó quay nè, thế là nó dừng lại, thấy chưa? Sau đó nghỉ 2 giây nó quay tiếp một vòng nữa, có nghĩa là nó cấp 200 xung thì nó sẽ quay được một vòng. Rồi bây giờ mình cho cái này low, vì hiện tại hồi nãy nó 2 thì nó quay cùng chiều kim hồ, còn low mình đổi chiều lại nè. Thì các bạn thấy nó sẽ quay ngược lại. À, nó quay đúng vòng dừng lại, sau đó nó quay tiếp, hai giây nó quay tiếp, rồi dừng lại. Thôi đơn giản như thôi, bây giờ mình đã điều khiển được cái motor này rồi. À, bây giờ để điều khiển được cái số vòng quay á, thì mình sẽ sử dụng serial đi. Mình ở đây mình sẽ in ra một câu là serial.rin. Nó sẽ chấm hỏi là n số vòng với sao nhỉ? Revolution nè. N vòng quay bao nhiêu vòng. Rồi, ok. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái điều kiện vòng lặp while, giống như bài trước mình đã học đó. While là serial.available bằng 0 thì nó sẽ không làm gì cả. Rồi còn ngược lại thì mình sẽ đọc giá trị vô và mình gán cho nó là cái biến n đi. N là số vòng ha, n
Rồi N nó sẽ bằng, mình khai báo ở đây N, integer N đầu bằng 0 ha. N nó sẽ bằng là serial chấm bạc in, bạc in. Rồi ok. Rồi đọc được, sau đó mình sẽ in nó ra. Mình sẽ in nó ra. In cái n này ra, tức là số vòng đó. In cái n ra. Vậy cái này đựng xuống hàng. Rồi ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ gán lại cái điên ít của mình. Nó sẽ bằng là n. Mình nhớ là một vòng của nó sẽ là 200 xung, mình sẽ nhân cho 200 thì mình sẽ được là số xung cần cấp. Rồi xuống đây gán lại biến ít ha. Vậy thì ở đây mình cho biến ít ban đầu bằng 0 đi. Rồi ok. Sau đó xuống đây nó nhận được cái giá trị này, nó điều khiển cái này rồi nó dừng lại 2 giây. Rồi mình nạp thử nha. Rồi, mình thấy nó dừng ha, tại vì nó chưa đọc được cái số vào mà. Mình mở zero lên. Mở zero lên. Rồi, nó hỏi quay bao nhiêu vòng, mình nhập là số 1. Enter một cái. Đó, nó sẽ quay được một vòng. Dừng lại. Rồi. Mình cho nó là 5 vòng. Enter một cái, quay 5 vòng. 1, 2, 3, 4, 5 vòng. Rồi, ok. Vậy là chuyện đọc này, điều khiển cái motor bước này cũng dễ đúng không bạn? Chả có gì khó cả. Rồi những phần thiết lập khác, ví dụ như thiết lập cái dòng điện nó tương ứng với từng motor, mình có thể chỉnh cái nấm ở đây nè. Mình phải xây cái nấm này xây cùng chiều kim hồ, dòng điện nó sẽ tăng lên. Mình phải đo được cái dòng điện này. Rồi hoặc là mình sẽ làm thay đổi cái vi bước của nó cũng được. Thì khi đó mình cấp chẳng hạn như vi bước nó là 400 thì mình cấp 400 xung thì nó mới quay được một vòng. Còn hiện tại nó đang là full bước. Nó full bước thì mình cấp 200 xung nó quay được một vòng rồi. Rồi ok, như vậy là bài hướng dẫn sử dụng điều khiển motor bước bằng Arduino với lại driver A4988. Hôm nay là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.